Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ món gỏi miến Thái. Món này thì ăn kèm với lại các loại thịt nướng hoặc là những cái món ăn trong cái bữa tiệc á, thì rất là tuyệt vời. Thì hôm nay mình làm cái món gỏi miến Thái. Mình sẽ sử dụng mực nha. Có người sẽ xài tôm mực hoặc là tôm thịt hoặc là bạch tuộc đều được ha. Thì ở đây hôm nay mình có 3 gói miến, mỗi gói là 40g, thì ở đây là 120g miến nha. Miến thì các bạn cũng có thể dùng loại nào mình yêu thích. Rồi mực thì một con mực nè, một con mực lớn nè, mình đã làm sạch ha và để ráo. Mình sẽ đi luộc qua với lại nước dừa. Rồi mình có 3 trái cà chua nhỏ, mình sẽ cắt múi cao. Rồi ở đây mình có một củ cà rốt, mình cắt sợi nhuyễn, cắt công đoạn mình đã cắt sợi nhuyễn ha. Một củ cà rốt nè, một trái dưa chuột, một trái ớt beo vàng, một trái ớt beo đỏ, 2 cây celery. Celery là cần Mỹ các bạn. Và ở đây mình có nửa cup sả, mình bào lát mỏng, hoặc là 2 muỗng canh ha. Rồi mình có giá thì ở đây mình có khoảng 50 tới 100 gram tùy theo mình thích nhiều hay ít. Rồi cái rau thơm ăn kèm vào là sẽ là cái húng lủi nè, rau min đó các bạn, hoặc cũng có thể xài rau quế hoặc là rau răm vẫn được ha. Rồi bây giờ ba cái gói này mình sẽ ngâm với nước sôi chứ mình sẽ không luộc nha. Mình ngâm với nước sôi. Mực thì mình sẽ đi luộc hoặc là hấp tùy các bạn ha. Bây giờ cái cà chua mình cũng sẽ cắt ra múi cao mỏng mỏng là nó sẽ có độ dày hơn cái ớt một chút ha. Bắt lên một nồi nước và cho một muỗng cà phê muối vào, đun cho sôi rồi mình ngâm cái bún tàu, bún miến ha. Bên đây mình cũng bắt một cái nồi lên, mình sẽ cho vào đây một chút xíu muối và một miếng hành để cho thơm, mình luộc cái con mực nha. Cho thêm vài lát gừng nữa cho nó thơm mực. Nếu các bạn có nước dừa tươi thì luộc bằng nước dừa tươi càng ngon. Cái miếng á, mình ngâm vào nước sôi khoảng chừng 5 phút là mình sẽ đổ ra ha. Để cho ráo. Để trên này, cái chỗ này cho nó ráo, mình cho vào một chút xíu dầu olive hoặc là dầu mè tùy các bạn ha. Cái dầu này á, mình hồi nãy mình nướng tỏi á, để mình trộn vô để mình ăn với lại thịt nướng á. Cái mình còn mình bỏ vô trong đây mình trộn cho nó thơm luôn. Có cái lá basil khô á mà nên nhìn nó cũng đẹp. Rồi trộn để đây ha cho nó không có dính. Rồi xíu nữa mình đi trộn gỏi nè. Mình dùng kéo mình cắt cho cái sợi nó ngắn bớt nè. Mình cắt bằng tay giống chữ thập vậy là được. Ngắn bớt. Cắt cái mực là nữa xong, mực mới vừa luộc xong đây. Rồi bây giờ mình sẽ đeo bao tay vào và trộn nha. Mình cho giá vào, cho một ít rau húng vào, cà chua, rồi cần mỹ, dưa chuột, rồi ớt chuông, sả, mình cho hết vào luôn. Bây giờ mình sẽ trộn cái này lên trước. Cho cái miếng vào luôn. Bây giờ mình sẽ cho đường, 3 muỗng canh đường, 2 muỗng canh giấm,
2 muỗng canh nước mắm ngon. Rồi mình sẽ sử dụng bao tay, mình trộn cho thiệt là đều ha các bạn. Rồi nếu như nhà mình mà có lá chanh thái, mình cắt nhuyễn nhuyễn chừng 3-4 lá mình bỏ vô thì rất là thơm ha. Còn không có thì mình lấy chanh thường cũng được, chừng 2 lá chanh thường á, mình cắt nhuyễn mình bỏ vô cho nó thơm, nó mới ra mùi gỏi thái. Cho luôn cái mực này vào. Rồi hành phi đậu phộng mình cho vào. Quá ngon luôn. Như vậy là mình có món gỏi miếng mực của Thái ha, gỏi Thái, gỏi miếng mực của Thái ha. Rồi như vậy trộn đều là trình bày ra là thưởng thức thôi. Ăn kèm với con tôm cũng rất là ngon. Đây mình sử dụng cái tô, cái đĩa thủy tinh rất là đẹp, mình đã xếp salad xung quanh như vậy. Rồi mình sẽ cho cái gỏi vào giữa nè. Rất là đẹp ha. Nhìn hấp dẫn ghê chưa? Rồi mình cho thêm hành phi với đậu phộng lên trên mặt, với lại rau húng lên trên mặt là thưởng thức rồi ha các bạn. Rắc thêm chút đậu phộng, chút hành phi. Rồi như vậy là thưởng thức thôi ha. Cho lên xíu tiêu. Vậy là mình đã hoàn tất xong món gỏi miếng Thái mực nha các bạn. Nhìn rất là ngon và hấp dẫn luôn. Mình trình bày trong một cái đĩa hoa bằng thủy tinh, xếp xung quanh là salad và cho gỏi vào trong giữa. Nếu các bạn ăn kèm với bánh phồng tôm cũng có thể để vài cái bánh phồng tôm xung quanh đây, cũng rất là đẹp mắt ha. Trời, chúc cả nhà có một bữa tối vui vẻ bên gia đình và người thân, cùng với những món ăn ngon, mới lạ và hấp dẫn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye!